Trung xin chào anh em nhá. Em bắt đầu chuẩn bị đến nhà bác Huy đi rồi. Đấy. Đi đâu phải có video đâu nhá. Em cách nhà bác đây 400m nữa anh em này. Đấy, 400m nữa anh em nhá. Thì bây giờ em đến đấy là em giao một chiếc xe Win huyền thoại 100 đời 2005 đây anh em này. Đấy, xong là em mua lại chiếc xe của bác ấy. Mua lại chiếc xe Win của bác ấy. Ngày xưa bác mua cho em là đâu là hơn 70 ấy. Bây giờ em chiết khấu phần trăm đi. Thì em lại bán lại cho anh em cộng cà phê nhá. Có nghĩa là anh em theo dõi video này này. Là ví dụ bác mua nhà em là 77 triệu, ví dụ thế, em chiết khấu đi 10% hay 20% chẳng hạn, thì là trừ đi được 7 triệu chẳng hạn, thì em sẽ bán 70 triệu cộng 3 triệu này bán 73 triệu, thì anh em vẫn ăn ra được 4 triệu còn lại. Anh em hiểu vấn đề chưa? Đấy, thì có rất nhiều xe em đăng lên, có rất nhiều khách hàng là chốt sau chốt muộn đấy. Thì bây giờ em lại mua lại chiếc này của bác ấy, nhưng đây không phải là xe lỗi mà mua lại, mà đơn giản bác đổi lên con hơn 200 triệu này nha em. Thực tế đây, hàng VIP đời 2005, đầu máy 111. Đấy, xe công. Em nhắc xe này không bán ra thị trường đâu. Đấy, anh em đợi cái kết em đến nhà bác thì em quay chi tiết nhà bác đây. Em quay từ lúc chưa vào nhà đây. Hôm nay đi cùng một anh Thiệm này và bác Tuấn. Đấy. Có cái video như thế để em đăng lên cho nó thực tế. Đây, 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 đây rồi. Đây, 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 đây. Đây rồi. Đến nơi rồi. Đấy, xong anh xuống đi để gọn xe và xong là quay cái video. Kiệt xuống đi. Ôi, thôi chết rồi, không mang mic rồi. Thôi lấy cái mic lại được. Ok anh em nhé. Em xuống nhà bác đây. Đây, em đọc luôn này, em mua lại chiếc xe này. Ôi, Tuấn ơi, à bác Huy ơi. Đây rồi, em vào em mua chiếc xe này. Bác, à, đây mua lại chiếc này anh em nhé. Đấy. Anh em này, con này là trước rất nhiều người mua trượt nhá. Đấy, con này rất nhiều người mua trượt lại. Đấy, bây giờ em mua lại. Bắt tay đi bác Huy, anh em nhớ cái nhà này không? Đấy. Con này cứ thể lấy lại thôi anh em nhé. Em chỉ quay lại cho anh em nếu anh em mua thì alo cho em. Đây. Đó vậy. Đây. Anh Thiệm dựng em cái xe đây cái. Để cho quay đây cái. Dựng đây. Bạc trăm này. Bạc trăm. Cái gì cơ? Phải bạc trăm. Bữa đây phải bạc trăm. Thôi. Em vẫn bán lại ra đấy trừ đi phần trăm thôi. Đây, bạc trăm đúng không thế? Anh em nhá. Ý là đây là không phải xe lỗi mà bác anh nâng đời con đẹp tiền hơn kia. Đằng ngoài kia đấy. Đây. Đấy. Nâng đời con này. Đấy chưa? Nâng đời con này nhá. Đấy, lưng đời con này. Đấy, nên em mua lại con này. Anh em chưa quay em tí anh em ơi. Đây anh em ơi. Đây anh em ơi. Chung kiến chào anh em nhá. Đang vướng tiếng nổ, anh không sao. Anh cho cầu xuống đi. Chung kiến chào anh em nhá. Chiếc xe này là em có bán cho bác Huy là công khai đây là 77 triệu. 77 triệu thì bác đây lâm đời con 200 triệu này nhà em, 200 triệu nhà em thì nhiều lắm, để lại cho em con này thì em sẽ trừ đi chiết khấu là hơn trừ 15%, thế là 77 trừ đi 15% mới sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 60, thì em bây giờ bán lại cho anh em cộng cả với 3 triệu. Em sẽ quay cho anh em một vòng nhá. Đây. Cứ cho xe xuống đi anh ơi. Đây, em quay lại một vòng nhá. Đây. Đồng hồ đây nhá. Quay lại vòng để cho anh em xem chiếc xe này. Nếu anh em mua là lại xuống tay luôn nhá. Là xi nhan này. Xi nhan zin hết nhá. Zin đẹp luôn này. Pha đèn này. Đây thực tế nhà bác đây pha đèn zin nhá. Xi nhan zin này. Đồng hồ zin đẹp này. Đây đồng hồ zin đẹp này. Anh nhìn cái mặt đồng hồ đẹp chưa ạ? Anh nhìn đồng mặt đồng hồ đẹp không? Đấy, quay kỹ một tí nhá. Đây cùng tắc đẹp này. Vỏ vàng khè này. Vỏ chói này. Đấy, bình xăng zin này. Bình xăng zin này. Đấy, đây xe đây. Siêu phẩm đây anh em nhé. Đây là bác ấy lên đời bác bán nhé. Đấy. Bác dựng đây hộ em để em làm cái video thôi. Đấy. Đấy. Đây bác lên đời con này. Hai con này thôi mà anh em biết này. Con này phải nhân 3 lên mới mua được con này. Và nhân 3 lên. Con này mà hai con đều đồ zin. Hôm nay cái video rất là hay này, hai con đều đồ zin nhưng con này với con này, con này ba con này bằng con này. Đấy. Đây em quay lại bộ zin này anh em này. Bộ zin nhá. Đấy, bộ zin này, zin đẹp nhá. Càng zin này. Để chân zin này. Đấy, để chân zin nhá. Đấy, thụt zin này. Đấy. Mayer vành bánh zin đẹp này. Đấy, zin đẹp này, đũa zin vành zin hết nhá. Bộ zin này. Đấy. Biển số 98F56215. Sinh nhan sau zin hết nhá. Đấy, zin hết này. Đấy, mộc nhá. Tay lái zin này. Đấy.
chắn xích zin này, để chân zin luôn, vành bánh zin tam nan rất đẹp nha anh em này. Đấy. Tam nan đẹp nhé. Đấy, tam nan đẹp này. Đấy. Yên zin này. Đấy. Cần phải động zin đẹp đấy nhá. Đấy, để chân zin, chân vành zin. Ủ máy hơi đầu mò. Đấy, xinh chính hãng Honda luôn nhá. Đấy, lốc đẹp này. Đấy. Lốc này đẹp này. Đấy. Ngon nhá. Bác Tuấn là bác đã xem vòng hộ anh rồi. Cho bác rồi đi thử hết rồi. Nhưng mà mai mốt là phải tình. Em mà rồi đấy, thì em bảo bác đây nhá, đây anh Thiện rồi. Đấy, bác Tuấn đã test hộ rồi. Và con kia bác Tuấn đã chuyển tiền rồi. Và không được để cho ai rồi. Không, không, không ạ. À, một tuần nữa là có. Nổ thút thít. Đấy, nổ thút thít. Đây anh em nhá, công khai tất cả đây cho anh em này, đây. Đây, đây anh Thiện này. À, đây, anh nhà bác ở đây. Con này nhân 3 con này nhá. Đấy, anh em nên nhớ đấy. Nhân 3 con này. Ba con này mới được con này. Nếu mà người nào không hiểu nhá thì con này này. Con này em công khai cho anh em là em bán cho anh em lại cho anh em là trừ phần trăm đi, em cộng cà phê 3 triệu này, xem này. 77 trừ 7 10 triệu. 7 10 10 là 60 67. Em bán cho anh em con này sang tay nhanh, con này 70 triệu nhá. Đó, 70 triệu. Bác nào Nghệ An Thanh Hóa này em ship tận nhà luôn. Đấy, nổ từng tiếng này. Không nghe tiếng nổ luôn này. Nghe gì không? Đấy, nghe không? À. Không nghe động luôn. À, bịt lại tí, bịt lại. Đấy. Đấy. Tăng ga nhẹ như này. Thôi con đi để là trôn. Trôn à? Thôi nhá. Đấy. Và trước cộng đồng mạng em công khai nhá. Đây anh quay với em cái. Có mô đấy, tôi chê cái hốt luôn rồi. Anh quay đây cái. Quay em cái, đây nhá. Đây nhá anh em nhá. Công khai là em công khai cho anh em là em mua chiếc xe này không? Em bán cho bác vẫn đang nổi, em bán cho bác Huy. Con này cách đây một thời gian là 77 triệu đúng không? Ừ. Bây giờ bác mua con này 200 nhà em, đây là công khai. Thì em sẽ thâu lại con này. Anh em với giá 7 6 em gọi là tính 6 mấy này. 6 7 thì em bán ra 70. Và em vẫn hòa ra 70 triệu con này. Đấy, bán 70 triệu con này. Em khẳng định luôn. Còn cái lốc nó xấu em sẽ về em thay lốc khác. Đấy, nhưng đây do bác lốc rơi về đúng quả. Lốc rơi về. Do bác bảo ngon. Do bác bảo lốc zin nên bác để nguyên. Thì em chưa thay nhưng lốc này chơi. Chơi là phải chơi 70 triệu. Đấy. Chơi lốc nữa. Còn nếu nhiều anh em bảo em là 70 triệu thì vẫn xấu đúng không? Thế vẫn xấu thì lên con này. Lên con này. Mà con này càng xấu chứ có đẹp đâu. Càng xấu có đẹp đâu. Và em có bảo anh em là thay ghét tặng bác đúng không? Nhưng mà thửa thì hôm nào riêng bác em tặng một cái bác mang vào, xong bác trả em cái này. Rồi. Được chưa? Rồi. Đấy, riêng bác, đây phải rõ ràng như thế. Quên như qua ông ấy, nó cũng thay luôn đẹp rồi. Cái này nhá, nó đỏ đến tận trên. Cái nút này là hay bị mất này. Đỏ tận trên, đây là tất cả công khai anh em cộng đồng mạng nhá. Đấy là em công khai bán lại con này là 70 triệu. Đây bán trước mặt bác ấy luôn. Giá gốc cộng cà phê 3 triệu đấy, em trừ 1% đi. Anh em biết. Từ em làm video bác cứ vào nhà đi. Việc bác xong rồi em công khai giá công khai đây rồi. Vào đây. Mấy không chất để mà chơi mà đốt có phần mà đốt. Đúng rồi. Thì bên xử lý. Anh em ấy 77 triệu mà trừ đi 15% nó rơi vào 11 triệu. 11 triệu thì em 11 triệu thì em trừ đi 77 là còn 66, 66 cộng 3 triệu. Công khai cà phê 3 triệu là 69. Bán 69 nhá. Em bán 69. Anh nhá. 11.500. 11.500 à? 11.500. Đấy 77 trừ 11 triệu đấy, công khai nó luôn 77 này. Trừ đi 11 năm này. 66 nó còn 656. Thế chính thức là em bán con này là 656 là 6 686 685 em bán con này 68.500 chuẩn đấy nhá, cộng ship toàn quốc cho anh em đấy, anh em nói rõ nhá. Đây xe đây, đây cứ cho vào đây quay cùng cái này cho nó có tí người đông người cho nó vui. Đây anh như vậy là quay đây nhá. Đây là tổng thành em đến nhà bác Uy. Bác mua chiếc này là chiếc thứ 5 nhà em. Cuối cùng con 5 này con dừng lại rồi. Con này con dừng lại rồi. Nhưng mà tuyệt đối bác không được cho ông đại gia nghìn tỷ sang đây xong là chê đâu nhá.
Ông đại gia nghìn tỷ sao ông bảo là con này chỉ 20 triệu thôi. Đấy. Dùng 20 triệu thì... Thế này, không bác... Bác Huy ạ, lấy cái gì, lấy cái chể chân kia sang đây nhá. Cho mượn cái kìm nhá. Lấy để chân này sang bên này, lấy để chân bên này. Nó cũng là zin những cái này xấu hơn. Đấy. Để nó được cái nước được không? Không, không, nước kìm. Không, không, không. Không, không cái này đẹp. Cái này đẹp này. Ừ, thay cái dung thôi. À, không lấy gì. Ờ không, để đó. Lấy cái này đẹp hơn. Cái ni tu thay mà. Lấy cái này sang. Thì lấy cái này sang. Cái ni tu làm mà. Cái ni tu làm đấy mà. Cái nước đồ của thôi kệ, kệ bác ấy, kệ bác. Tôi làm mà. Thôi kệ bác, nó chỉ có thế thôi kệ bác ấy. Bác cũng lịch sự mà, khách hàng trên xe cũng lịch sự. Cái ni của em làm mà. Cái ni đồ của em thừa đấy, chứ không phải đồ của chúng kia. Đó. Có nghĩa là ý bác là muốn bác này lấy cái này về bác tự thừa kệ bác. Chuẩn chưa? Đấy anh em có quay chi tiết. Của em làm đấy. Nhưng mà em ai cho bác làm cái này của em? Em bảo cho bác mượn thì cơ mà. Đấy, cho bác mượn thì bác định làm. Đấy anh em này. Anh em nên nhớ này, đây tất cả công khai trước mặt bác Huy này, bán con xe này ra là 69 triệu công khai nhá. Là anh em đã hưởng cái phần trăm chiết khấu rồi nhá, anh em đã ăn ra rồi nhá. 98.5 6215. Bô zin nhá anh em nhá, bô zin đẹp anh em nhìn này. Bô zin đẹp nhá, anh em nghe rõ nhá, hai lớp này, tiếng nổ rất thanh này. Đấy, chỗ này này, chỗ này rất là đẹp này, chỗ này bị tí này, càng zin đẹp này, để chân zin này. Nói chung nếu bác nào mà đúng thực sự mà vừa tầm tiền nhá, có rất nhiều bác đại gia xem video này. Con này đúng ra là, đây là, chia sẻ bác Tuấn là, đây là chót hứa bác Huy rồi thì để thôi, và con này tự nguyện để. Còn cũng xin phép bác Huy câu này, nếu bác Huy không lấy là bác Tuấn bảo trở về lấy nốt cả con kia đấy. Nhưng mà đây là tình cảm anh em, bác lại lấy là lấy. Còn cái con xe mà ông Nghệ An cách đây bác 10 cây này bảo gửi video đến đây xem ấy là thích xe bác Tuấn. Nhưng mà vẫn còn chưa quyết đoán. Đấy. Không, bác Tuấn để con đấy bác Tuấn để luôn. Dùng hai con không bán lại. Không bán lại, bác để con đi dưới mưa. Con đấy chỉ đi dưới mưa biển nó đẹp. Nếu mà mình dùng ở ghế rồi thì bán đi. Đúng không? Bán lại, đây thì anh em nhá, em quay lại con này. Trách nhiệm của Trung Kiên là bán con này xong rồi. Không. Đúng rồi. Con của bác 333 ấy. Con đấy giờ ăn ra rồi, ăn ra tiền biển rồi. Con của bác 33 đúng rồi chứ ha. Mà của Trung Kiên hai con mấy con hai cũng là vô mấy trăm rồi. Đúng rồi, hơn 200. Thế thì bác Tuấn bác tự lên giá gì nữa. 33 người ta chưa dám mua mấy trăm ba con 3. 3 con 3 nhưng mà nó là 32 K2. 333 nhưng mà của cháu là 32K2 22 đấy, nó khác nhau cái đấy. Đúng rồi, biển 3 số mày có 5 con 2. Biển 3 số mày 5 con 2 nó đang hiếm. Đúng rồi, không có lãi thì sao bán được mà nhỉ. Quan trọng là tình trạng đấy, thấy chưa, bác thấy chưa. Rồi bác Huy bác bảo bác Tuấn bác bảo chỉ để trưng thôi. Đây anh em nhá, quay lại vòng này. Đây là em, cái video này nếu thực sự bác trai nào mua được là đang ăn dại. Tức là ngày xưa nếu bác mua là 67 đấy, à 77, nhưng bị bác ăn dại luôn. Nhưng không phải vì như thế, nhiều người bảo thích ăn dại thế mày để mà dùng thì em ship anh em này. Giá này chỉ bán trong 3 ngày thôi. Nhớ lại trong 3 ngày. 3 ngày, không đến 3 ngày về chưa về nhà. 68.500.000. Em sẽ dình sau. Em công khai cho anh em nhá. Là con này bác mua nhà em là 77 triệu. Đồ zin là 99%. Nghe rõ nhá. Đồ zin con này 99.99%. Nhá. Em bán là 77 triệu. Bây giờ là ngày xưa nếu các bác mà tranh nhau mua ấy thì bác Huy bác mua trước. Nhưng bây giờ em chiết khấu phần trăm xuống là em bán lại là cộng thêm 3 triệu là 68.500.000, 69 triệu đi. 69 triệu. Nhá. Còn sau 3 ngày em lại bán ngược lại giá 77 triệu. Em nói luôn nhá, đây em nói luôn. Còn những bác mua nhà em này toàn mua một niềm tin. 99.9% mà chưa nói bác về bác vào thêm rất nhiều đồ zin. Và đấy. Bác mua chiếc này nhà em là anh em là anh em tự cảm nhận thôi. Còn em nói rồi, quan trọng là zin đến đâu, zin thế nào. Đấy, quan trọng nó là hàng độc nhá. Đây này, con này nó đẹp ở chỗ bác biết không? Cái thụt trước này này, nó dán ni lông. Cái dán này ni lông em đố thằng nào làm cũ được như này đấy. Cái rè này thế. Đấy. Cái vết này mà, đây ví dụ nó không có vết này nhá, thì con này cộng thêm 10 triệu nữa, ví dụ thế. Vết đi, vết ta thổi cái bay cho thôi đi. Bác mà động sơn mà vẫn đi luôn. Đấy, ngu nhất là cái xe 67 cái thằng nữa gặp mình có ba đứa thỉnh mình nhá, mình chơi lại thằng bố này. Mất giá luôn, đúng rồi. Mất giá luôn à, mình. Ôi giời ơi. Nhưng anh Kiệu công nhận con này thút thít không? Nhờ. Nó thút thít luôn. Anh em ơi, việc đi bán xe mà không phải là người ta mua rồi mình còn phải khen đâu, nhưng mà vẫn phải tranh thủ bán con này.
Đấy nhá, em nói luôn các bác mua. Không dám đeo mic luôn, đeo mic là không mắt được đâu. Đấy. Nói chung là bán bằng niềm tin thôi anh em ạ. Thực sự bây giờ anh em cứ bỏ số tiền anh em mua đồ đi. Này anh em sẽ biết. Nào anh em nghe này. Tiền nào của ấy thôi, nhìn này. À. Con đấy là em định vệ sinh giống con anh Thiệm, nhưng do bác bảo bác về tự làm. Nhưng mà bác phải hỏi anh Thiệm cách vệ sinh nhá. Truyền chưa? Mua hết rồi. Rồi được rồi. Đấy, Trung Kiên xin phép anh em. Đi ăn à? Đấy anh em mới chưa kịp quay video bác bảo đi ăn rồi nhá. Thế nên em quay qua một vòng nhanh này. Thôi để đấy, trong đêm. Chắc về. Đây nhá, bác bảo đi ăn này. Nổ từng tiếng không? Nổ từng tiếng không? Thế bảo là để nguyên rồi. Nếu là bác là cho xay con ốc khác, nhưng bác mà để nguyên thì cái bác vẫn thấy. Cái ốc này đơn giản. Đúng rồi. Kiếm ốc xanh là cái xong. Rồi. Đấy, chốc đấy, đấy, đâu có gì đâu. T10 có gì đâu. Đúng không? Đúng rồi. Anh em nhá, bây giờ em xin phép anh em quay lại này và anh em giữ lại video nhá. Không em còn đi ăn bây giờ. Thứ nhất này, quay lại cho anh em này. Đồng hồ zin nhá. Đồng hồ zin này, khóa một chìa nhá. Đồng hồ zin khóa một chìa, chìa lùn nhá, chìa lùn đã hiếm rồi nhá. Đấy. À, đồng hồ zin khóa một chìa này. Cùm tắc zin này, tay nắm zin này. Này, tay lái zin này. Bốn con ốc này rất là đẹp nhá, bốn con ốc rất là đẹp nhá. Này, sáng quắng này. Đấy. Khóa xăng zin này. Bình xăng cốp tem zin nhá, bình xăng cốp tem zin. Tranh thủ kiếm tiền đây. Đấy. Thu trước zin, Meyer zin, đũa zin, vành zin. Dè này. Cũng zin luôn. Ồ, đè này cũng zin luôn, zin đẹp luôn anh em này. Thì nó ở zin 99% rồi đây này. Đây, tam đẹp này, vành đẹp này. Đấy. Thu đẹp này. Đấy. À, đấy, zin này. Đây zin nó như này này. Zin này. Đầu bò này. Đầu bò này. Cái lốc này thì nó xấu em công nhận, nhưng em sẽ thay lốc khác tặng anh em. Nhưng nó lốc zin. Nó dán ni lông, ngày xưa nó dán ni lông ấy. Nó dán ni lông này này này. Bác ngồi bác cậy ra nó bung hết này này. Em sẽ thay lốc khác. Đây. Tem zin đây. Tem zin này nhá. Tem zin này. Đấy. Chắn xích zin. À, dè sọng zin đẹp này. Dè sọng zin. Tay dắt zin. Thụt sau zin đẹp nhá. Cái này zin này. Cái này zin này. Đây này. Em bảo bác cái tháo ra đổi cho bác, nhưng mà cho lịch sự vì cái kia xấu hơn, nhưng bác bảo là không cần. Đấy mới là người chơi xe nhá. Người ta không muốn tháo một cái gì xe mình ra này, em biết rồi. Người ta cũng rất lịch sự đúng không anh em? Chứ thừa sức bác đổi cái này sang cái kia. Như thế mình phải tôn trọng người ta, chân chồng đứng trên chồng phụ zin này. Đẹp không? Zin đẹp nhá. Cao su lại zin nhá, cần số zin nhá. Này. Cái này zin này. Đây, vành bánh zin này. Này, vành bánh zin này. Zin nhá. Này, sáng chưa? Sáng chưa? Zin đẹp nhá. Này, bác lau thì chân nó xích này. Đấy. Lốc lại đẹp này. Đấy. À. Bác thừa sức lấy cái này sang kia, nhưng bác không lấy này, anh em biết là bác cũng tôn trọng người chơi xe rồi. Và tâm lý của người nào mua xe nào bị dỡ ra thì ta cũng bị không thích. Người ta bị dỡ đồ ta cũng thích. Đấy, bộ zin này. Bô zin nhá. Đấy, cần xanh nét này, cần xanh nét này. Em giận này. Bật chủ quán giận thử cho anh em nghe nhá. Đấy, giận nhẹ phát lổ này. Anh em nghe này. À. Đấy. Đấy, zin anh em nhá. Đấy. Ok anh em nhá. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe phục dựng xe Win Huyền Thoại 100 nhà em, hãy kết bạn Zalo với em. Đấy, theo dõi em. Và chủ mua thì alo nhanh cho em con này nhá. Nếu con này nhá, em nói luôn là nếu em nó chia sẻ chân thành ấy, đây là trước mặt. Trước mặt các bác ấy thôi, thì em bán ra này thôi. Thì anh em tính đi, nếu từ ngoài Bắc là từ Hà Nam mà vào đây là 200 cây thì tiền ship đã 2 triệu rồi, đúng không? Anh em cứ tính em cộng con này 3 triệu thì gần như em lãi có 1 triệu đúng không anh em? Nhưng đây là cơ hội cho anh em mua đi bán lại thôi. Để những người đang theo dõi em, ủng hộ em thì được những chiếc xe mua rẻ. Được những chiếc xe mua rẻ, anh em hiểu vấn đề chưa? Còn chiếc này đúng ra về nhà phải bán ít nhất là 72, 73 triệu. Đến 77 triệu nhé. Đây thực tế nhé, đây bác đổi xe VIP hơn nhé. Chứ không phải gì đâu. Con này này, mấy con này này. Ba con này mới bằng con này. Mà đồ zin như nhau, đồ zin như nhau. Nhưng ba con này bằng con này. Thế cho nên thôi, kinh tế mình đi đâu mình chơi lên đấy anh em nhé. Đâu mình chưa lên đấy. Rất mong anh chị em ủng hộ Trung Kiên. Theo dõi Trung Kiên thì chiếc xe này là Trung Kiên sẽ bán để lấy lộc cho anh em. Đấy.
Đó, anh em nhé. Cái bên côn đẹp. Bên côn này đẹp mà, này này bên côn đẹp. Ôi, bây giờ ông đi so con này với con kia thì so làm gì? Cặp kênh đúng không? Nhưng quan trọng là vừa tầm tiền này. Anh tầm tiền này được. Hình như lốp con này anh zin luôn đúng không? À không, lốp không zin, lốp này không zin. Lốp không zin. Cái gì mình quay chuẩn mà ạ? 70 triệu lốp đời, vô lốp không có đi đâu. Thật vô lốp đơn giản đúng không? Nhưng mà quan trọng là để sử dụng thì không cần. Nhưng mà được cái rẻ zin đẹp này anh em. Rẻ zin đẹp này, cái rẻ này ít nhất bỏ ra 5 củ rồi. Rẻ trước rẻ sau. Đấy. Mayer con này đẹp nhá, nano này đẹp này. Đấy. Nói chung con đi mà 70 triệu đồ và nói chung 70 triệu mà rơi con đi là anh mua mà nhanh tay là được, không phải nói bán mà nếu mua con rồi. Nói chung là anh em lên đây thì bác lên đời anh em nhá. 70 triệu đấy. Con đi không chơi chơi con mô đó. Đây bác là chơi xe này. 67 này. Đây còn nhà bác cất gọn chưa anh em thấy chưa? Đội mũ cho cả xe kìa. Đấy. Và trong miền Trung thì ra có điều kiện nhưng mà gia đình rất là anh em nhìn rất là mộc mạc nhá. Ok nhá. Nếu bác nào mua chiếc xe này thì alo nhanh cho em. Và em xin lỗi anh em là chiếc xe hôm qua em đăng lên là trong vòng 5 phút đấy, con biển 19 đấy, là anh trai Hà Nội chốt rồi. Thì chiếc này em nhắc lại một lần nữa nhá, là em bán cho anh em là bán bằng niềm tin. Anh em hãy tin tưởng em và em tặng cho anh em cái lốc nó khác nó đẹp hơn nhá. Em tặng lốc khác đẹp hơn. Nhưng đây là do bác ấy thích hoài niệm, bác thích về nguyên bản đấy. Mà cái lốc xấu bác phải cần nguyên bản, không độ động bảo bác ấy. Tự tay bác về lau chùi đánh bóng. Đấy, còn con này đồ zin là 99,9% từ A đến Z, trừ xăm lốp. Còn dây côn dây phanh chắc là không có cái gì đâu nhỉ. Hình như dây này gì này. Nói chung những cái dây này thì đơn giản anh em nhé, mấy trăm nghìn một dây thôi. Thôi em đi ăn cơm đây. Đấy em đăng lên anh em mua thì alo cho em nhé. À anh ấy đâu. Sao đâu. Anh em nhé, chủ mua thì alo cho em nhé. Tất cả lên xe thôi. Đấy. Đây thực tế nhất anh em nhé. Em này quay rất mộc mạc anh em thông cảm. Nó Tuấn lên đi. Đấy có thể làm quay như thế. Không, bên này đủ người. Bảo anh đi trước đi. Đấy. Đấy. Anh tiện sang xe đấy chỉ lượng được. Thế nào Tuấn lên đây. Nhanh nhanh nhanh. Đấy. Sang kia đi. Sang kia bác Tuấn chỉ đường. Anh sang xe kia đi, xe này chỉ đường. Đấy anh em nhá. Đấy, uy tín tạo niềm tin. Vì chiếc xe này thì em vẫn bảo bác ấy rồi là nói chung là anh em đừng dạy nhà giàu tiêu tiền. Đấy thì bác Tuấn bác đã mua chiếc xe này rồi nhưng bác ấy chơi kỹ hơn nên nhiều hơn. Đấy, bác mua chiếc này trước thứ năm nha em đấy. Anh em ạ. Nhưng mà cũng chỉ nó có lên và lên thôi. Lên và lên, không có lên xuống. Lên và lên không có xuống. Đấy. Lên thôi. Những bác xem video này cũng đừng tự ái là bảo là coi thường là chúng mày lấy hàng thải hàng giết không phải đâu nhá. Mà có nghĩa là bác ấy lên xe nhiều tiền hơn. Đấy, cũng như câu chuyện nhiều người mua nhà em đấy, nhà em là 26 triệu cũng có xe. Đấy, dọn full mới luôn. Đấy. Anh ngộ đưa cho người già lên đi thì người già có nhường lại cái khác cho người chơi sau luôn. Đúng rồi đấy anh em nghe thấy chưa? Tấm tiền đến đâu mình chơi đến đấy anh em ạ. Chứ còn ai chả muốn nhà nhà lầu xe sang vợ đẹp con khôn một tay một bồ đúng không? Ai ai chả đúng rồi. Mình phát phịch còn sướng. Đây là đi con xe kia đi rất đầu anh em đi ăn anh em ạ. Đấy, một lần nữa anh chị em mua xe phục dựng xe theo dõi trung kiên và nhấn mạnh chiếc xe này em cộng cà phê cho anh em 3 triệu nhá, công khai trước mặt bác Huy đây. Quay cả mặt em cả bác này. Đúng mặt chưa? Tao đông đây, mặt tao đông đấy. Bác lên đời thôi anh em nhá. Đấy, bác nào mà vừa tầm tiền đấy thì lên mua chiếc xe này. Và trước là có khoảng 3 bác đấy. Một bác Hà Nội này, một bác Bắc Giang là chính chủ biển Bắc Giang đấy. Một bác Hà Nội, bác Bắc Giang, một bác trong Thanh Hóa thì phải. Là chốt trượt chiếc xe này. Đấy với giá 77 triệu. Với tranh nhau đấy thì bây giờ em không những mua được tốt hơn nhá, mà lại còn ngon hơn vì bác về bác lau chùi cho rồi. Lau chùi mà đồ cái thiếu cái chi ta bỏ vào cái đấy. Zin 99 200 xe. Zin 99% trừ xăm lốp mấy cả. Còn mấy cái dây côn ra phanh. Đây vô hết. Đấy anh em nhá. Đây còn lốp con kia kỳ sai đây vô hết. Đó là thực tế anh em nhá. Anh em nhìn bác cái này. Đấy hôm nay bắt đầu thấy cái đeo cái bóng này đây. Đấy. Cái nữa to quá xe còn cứ đứt dây suốt. Cái con beo hôm nay bảo em là con nào con hổ đấy à? Em coi đấy. Cao tốt rồi là cao nữa nha. Rồi. Đâu không phải cao chân ngô đó. Vâng. Rồi. Nếu mà nếu bán 4 triệu ở đây á. À rồi rồi. Nếu ngoài cao chứ anh nếu mà anh gửi cho ông anh gửi đàng hoàng cái đúng rồi thì đi. Nhà biếu mà cho rồi. Anh em nó phải rồi, ngon. Lại cho cái phải tìm cái đồ đấy. Đúng rồi em hiểu. Chứ thấy anh ấy có phải là vào vừa vào nhưng đấy. Chào bác gái. Vâng. Ok anh em nhé, em tạm dừng video anh em đi ăn đã. Đấy, bác nào chốt chiếc xe biển 98
6215 đấy thì cũng là biển 4 số, đời cao anh em nhé. Xe đấy cũng là xe thanh lý công an ra đấy anh em nhé. Đấy. Trung Kiên chào tất cả anh chị em. Em tạm dừng video đây ạ. Anh em mua thì alo thật nhanh cho em nhé.